ra nhỉ. Bây giờ trồng cái cây này được 4 năm à. 3 năm mấy, 4 năm. Đó, hoa nó nở được như đó. Đẹp không? Bằng ngoài kia còn đẹp nữa quý vị. Đây, nhìn lên trên Dalila nhà mình nó nở nè. Mình đi ra cho quý vị xem nha. Giờ này á, chiều á, là thấy nó nở rực luôn á. Nè, đó, đẹp chưa? Thơm, coi như thơm ơi một nực một trời luôn. Mà bây giờ đang bị dị ứng á, không có dám hít vào ha. Nó có hai màu quý vị ha. Đây là màu tím ha. Đó, màu tím đang nở rập trời. Rồi bên đây cái cây bên này, hai cây nó dính chùm với nhau ha. Cái cây bên này thì nó màu trắng ha. Đây, một màu trắng tinh luôn. Ánh nắng mặt trời chiếu thì khó thấy, nhưng mà đây rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Trắng với tím gần nhau, hai màu trắng tươi. Tím nè. Mình ngắm cây này cho nó đã quý vị ơi. Vài bữa là hả, nó tàn lẹ lắm. Đẹp chứ không? Đẹp mà mau tàn hết. Nó mới nở thì nó trắng như vậy ha. Tính chừng nó nở ra vài bữa rồi màu nó đậm lên. Màu từ từ đậm lên cái gì. Đậm lên như vậy ha. Dễ thương ghê không? Mà nó cứ một chùm vậy đó. Đẹp ghê không? Nhiều đây đủ ngắm rồi ha. Cây của Mio mới có nhiêu đây năm, với lại trồng trong chậu thì nó không có ra nhiều được. Trồng trong chậu nó không có ra bông nha. Một cái cây nó không có nở bự giống như người ta được. Mỗi năm vô cái cắt cục nó đi cho cái thân nó mập một chút á. 4 năm mà cái thân nó được từng này nè. Cái cây của người ta cái thân khoảng 20 cm ôm là coi như là vòng tròn 40-50 cm á thì là nó mới to. Đi vô hái bó bông này vô để cúng Phật nè quý vị. Nó thơm coi như là hả, nó thơm rực rỡ nhà luôn á quý vị ơi. Thơm rực rỡ luôn. Ở ngoài thì ngắm cho đã, dọn đem vô nhà cúng Phật nữa ha. Giờ đem vô nhà trưng bằng Phật nha quý vị ha. Đó, cái bông của nó thực chất nó là như vậy nè, từng cái bông nhỏ như vậy quý vị. Giờ mình vô để gần thì quý vị thấy ha. Đây. Đó. Lung linh lung linh. Xíu hồi mình vô trưng lên bằng Phật cho quý vị xem. Đẹp lắm. Những chỗ nhà có màu hồng nữa, có những nhà thì nó màu hồng quý vị. Rồi hai nàng hoa xinh đẹp đứng gần nhau. Giờ mình vô đem vô chân bằng Phật nha quý vị. Giờ mình sẽ để vào chậu này chân bằng Phật nha. Đó. Rồi thấp ôi tuyệt vời.